Sáng nay, ngày 6 tháng 11, kỳ họp thứ 6 của Quốc hội bắt đầu hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mở đầu chất vấn trực tiếp, đã có 113 đại biểu đăng ký chất vấn. Nhiều nội dung nóng được các đại biểu đặt ra. Đại biểu Huỳnh Thị Phúc, Bà Rịa Vũng Tàu, cho biết cử tri đã nhiều lần phản ánh việc mua bảo hiểm bắt buộc, trách nhiệm dân sự đối với ô tô, xe máy chưa mang lại lợi ích thiết thực vì thủ tục bồi thường quá nhiều khó khăn, phức tạp. Việc mua bảo hiểm loại này chủ yếu tránh bị cơ quan chức năng xử phạt. Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phất cho biết vấn đề bảo hiểm xe cơ giới được quy định tại Luật Giao thông Đường bộ và Luật Bảo hiểm. Đây là một hình thức bảo hiểm bắt buộc. Thời gian qua, xe máy bị tai nạn chiếm 64%. Từ năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, các công ty bảo hiểm đã chi trả cho người bị tai nạn số tiền rất lớn, gần 2.300 tỷ đồng. Điều đó thể hiện luật kinh doanh bảo hiểm và luật giao thông đường bộ đã bảo vệ người lái xe máy. Bởi người sử dụng xe máy đa số thu nhập không cao, khi có ảnh hưởng tính mạng thì bảo hiểm chi trả tối đa là 150 triệu, xe hư hỏng thì trả tối đa 50 triệu. Để thuận lợi chi trả cho người dân hơn, Nghị định 67 của Chính phủ liên quan vấn đề này đã quy định trong vòng 3 ngày, công ty bảo hiểm phải chi trả cho người bị tai nạn. Nếu ảnh hưởng tới tính mạng thì mới cần có biên bản, giấy tờ của công an, còn không thì chỉ cần có file ảnh và cung cấp hồ sơ điện tử là sẽ được giải quyết hưởng bảo hiểm.